Cái ông này giờ tu nè. Cái ông này giờ ông tu bên nước Cam à. Tu à? Ừ, thái tử. Cái thái tử con của vô chi nó nhờ cái ông này, cái Cam ông Quýnh Minh á. Là cái bà này nè, cái bà mà giữ cốt trong sấm trong xét này là con nuôi của Phật thầy. Là Chí Nguy. Cái đá hồi xưa đó, để nói cho nghe, không phải cái đá mà cái đá chung sấm xét đó, kêu cái đá u dước. Con nãy giờ tiếng Việt được đó. Cái bây giờ lo cứu dân cứu thế nhà Nam. Ông kêu việc cái gì bây giờ ta về giữ bà chủ chữ nước sao lâu rồi. Hiểu vậy. Chào ông. Nói gì không nói tiếng. Đây. Nên là mình đến tới chùa Hang nha quý vị. Mà nhân công chùa đã khép rồi, chiều. Rồi chủ từ cũng đi. Giờ chưa ai mở cửa. Giờ còn ngoài cổng á. Đây còn vòng ngoài cổng á quý vị. Đây này. Đó, khói đòn ha. Đứng ngoài chờ. Chờ nhà, cho ông từ tới mở cửa cho mình vào cúng đó quý vị. Mặt nhăn nhó chừng nè. Chờ cái buổi trời này chưa thấy ông từ về nó lạnh không quý vị không? Ê sao ông lão? Thấy sao? À đâu ông kêu cô Trạng kêu ông Từ lại coi. Ê cô Trạng. Cô Trạng về đuối hả? Gì vậy? Dạ có. Dạ gì hết muốn nói chuyện luôn. Ông mò vô cô Trạng. Hả? Phải nhập cửa cũ đồng. Ngày này của ai? Của ai gì? Nhập cửa của chính viên tao không bị lợi mày. Dạ. Thái. Mày mà... Chỗ Bạch Hổ kìa. Chỗ ở đây. Bạch Hổ đó. Ừ. Này. Cửa đóng luôn à, ông lão ơi. Mấy cái vậy ô, kêu ông Từ lại đây. Chiều khi người ta đóng cửa không có khách đó, ông lão ha. Ừ. Chùa này gọi là chùa Hang. Ở trên núi Cô Tô. Trong chuồng cũng mưa không ấy, có bầu ngữ, đồng ngữ, xa. Đồng ngữ là nguyên mấy đồ, thêm 16 chỗ mà. Xa lắm. Mới mà cũng có đình vô rồi. Không lợi rồi, nó tối. Vậy thôi, buổi này cũng... Mình để mình đẩy đầu ngoài cúng đi. Mình cúng đâu cũng trứng hết trơn á, nhà ơi. Không lạnh hả? À, nó mưa không lạnh. Mưa hả? Mưa ở đâu mưa ta? Bà nói mưa, nhưng mà ở đây không có mưa, bà nói tối rồi mệt quá, đi không có đi lại. Ừ, tại ta muốn không đi lại chứ. Giờ mình đứng đây, mình lại gì? Không, mình đứng ở hai đằng kia. Đó là chỗ chứ cổng mẹ đó. Là mẹ đó, cũng nói cũng vô. Mình cúng đâu cũng cúng hết trơn á, bởi vì mình có tâm là ở đâu người cũng chứng mà. Xa lắm. Dạ. Yeah. Vậy đang chạy lại hả? Đúng rồi, em cô Trạng thúc thúc là lỡ liền đó. Này. Đó, cô Trạng ơi. Nãy giờ tôi mát ngổ rồi. Nó dẫn linh lắm. Chùa âm bế ngổ hoài. Nhà này đi sang lần cực khổ. Ok. Lần đi với trúng tiền cho ông đó. Cái nói chuyện rồi, đây ảnh nhỏ miếng ngay. Cô Trạng ơi. Nãy giờ là ông Từ ông Lợi đó bộ thuộc ác ổng cái gì mà ông Lợi kìa. Nó mẫu hả? Mưa đâu mưa, nhà này chỗ này đâu có mưa đâu, nóng ngực cũng chết. Nói mưa. Đây trà quả có hưởng. Không đây không ai có miếng trà quả đây nữa. Ồ, không già đây không có hả? Ừ, không ai có miếng trà quả. Ừ. Đúng mặn gì mà không có tiền mặn nữa cơ. Mặn gì? Mặn gì công trình gì đó, con chút chút cơ. Không có miếng trà quả nữa. Ông Trâu sắm ông lên. Tao thấy ông lên rồi tao thấy thôi, tao thấy ông Hổ ông trứng ngâu cho tao cũng mừng. Hồi nãy tao thấy ông Hổ ông trứng ngâu trong sắm trong phép. Trứng luôn ha. Ông Hổ dưới năm ông, ngũ công. Ông Hổ về mà ông về ngoài đất đồng, ông không có vô chùa.
ông nói vô chùa mệt. Ông ở ngoài Tân Đồng, ông về ông ăn ba lát trồng câu của Cú Quyền. Ông nhảy hết rau. Dạ. Nhảy bắp không ông Lâm? Không có trồng câu đâu, không, ông nhảy rau hết trơn. Dạ. Tao kêu tao nhảy, tao nói trời ơi. Nhảy nó. Ông nhảy hết là chỗ đó có ăn à. Mà ông để còn là chí nguy. Cái đá hồi xưa đó, để nói cho nghe, không phải cái đá mà cái đá chôn sấm rác đó, kêu cái đá u dước. Cái đá u dước đó là đập gì nó cũng không bế. Cái đá u dước. Sao ông lão biết không lão? Là cái bà này nè, cái bà mà giữ cốt trong sấm trong xét này là con nuôi của bà thầy. Bà hai, bà tôi hỏi má mày có phải bà hai không? Nói tao nghe coi. Nó nói má nó bà hai, tao biết rồi. Vậy hả? Nó nói má nó bà hai, tao hỏi má mày phải chị hai không? Chứ nếu má mày thứ hai á, tao kêu bằng chạy đi. Vậy, lỡ thứ ba thì sao không lão? Là không, trong chùa Phước Điền có thờ á. Thờ cứ bằng nhỏ nhỏ, ngồi nhỏ nhỏ. Mà muốn mở cửa rụt rụt á, mà không có thấy người. Chùa Phước Điền hồi đó vậy đó. Ngồi ta lúc đó linh lắm ha không lão? Chùa Phước Điền hồi đó vậy đó. Ở đây đó con. Lão ơi, nghe nói chùa Phước Điền lúc trước là có bao chặt hay như không lão? Có, giấu hết rồi. Vậy yeah. Rồi kiếm cung được trong chống hết rồi. Vậy cô chàng kiếm không ra luôn hả cô chàng? Châu đồng, châu đồ, đúng chưa? Thế hỏi cổ bảo vật. Có, cổ đây cũng có bảo vật nữa nè. Ở đây có luôn không lão? Trời ơi. Chuyện này cũng quá quen, không có xa. Chị quen. Đi đâu á, mà chị nói mưa, ở đây chị mà học đội hổ ăn chị à. Đúng rồi, khoét con trạng đi. Đi mét một hổ. Tao không hổ. Tôi nói với con đi ở sau á, đi lòng trần ăn. Con đi lòng trần ăn, ở đây dưới ngon, có hương quả ăn. Con nói giờ đó táo không hổ. Táo à? Bà đi mau. Bà kỳ quá. Đi cửa bên kia vô. Đi cửa nào? Ê, cậu Trắng ơi. Ê, chung tôi lấy chó cậu Trắng. Có lỗ kìa. Không chung đâu. Chung không? Cổ nó nẻo đồng à. Lại đây có báo quạt. Wow. Có hả cậu Trắng? Đi chấm cúng gì liền chắc chắn gặp thêm chiêu nữa. Lão, ông lão đi bỏ dép không tặng. Dép bắt dép à hả? Đi duyên bắt dép luôn. Về còn tao còn cái quần xà lón không, tao dẫn quần xà lón không không, còn đó nghèo khó ai chẳng nghèo, hôm nay có ai thấy người mà mang cái dẫn nghèo mà còn xà lón không? Quá trời này. Mẹ, lão đi kìa, bơ phở chân luôn ngày nay tới tối luôn, ông lão cho ngày nay là 10 giờ mà đi mới về luôn đó em lão. Xong con ơi. Vậy tới ở núi Cô Tô mà tối cái này nè. Bây giờ tới nhà, tới nhà nữa là rất là xa. Ngủ luôn. Ngủ luôn. Về nhà ngủ luôn không lão? Chứ ăn gì đâu. Nó cháu ăn. Nó cháu ăn rụt rụt. Nó không nổi hả? Nó cháu ngủ nổi cho bà hai nè. Bà hai bà hôm hơn. Cho bơ. Cái đền này là đền gì vậy bà? Bà Mau. Bà ai chuông quang bà Khá Mau ấy. Ủa, Khá Mau à? Khá Mau ấy á. Không lão biết gần với ta? Bà Khá Mau ấy, ông ta lên bà Khá Mau á. Ừ. Giờ ai điện thoại cũng bị khí trụ hết trơn, tao không có nghe đâu. Sao vậy lão? Năm nhỏ có ai hỏi tâm gì đừng bất lỗ cho nhiều khi nước tiếng của ai tiếng gái già cả mất rồi. Lớn tuổi ha ông lão? Khi nói ông lão không nghe được ha. Đi luôn ngang đây hoài chứ gì. Lần nào đi về dưới hòn đất rồi phải đi ngang đây. Giờ họ ông lão đi tắt không ông lão? Đi về bốn phải đi ngang đây hay? Trình chưa lão? Trình mẹ Đông Hải không lão? Đây này cái mạch lạc của mạch tay. Mạch lạc đâu ông lão? Cái này nè. Cái này tôi làm rồi. Qua đây là dưới. Đây 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 nào.
Ông lão trên đông trên này. Đứng trước cái chân hương. Đứng trước cái vụ hương đó ra. Không có tội á, đứng trước cái vụ hương tội. Mình chưa có ký hương đó chứ. Đúng rồi, mình đứng trình ở dưới không phải không? Phải không lão? Dưới kìa. Con thấy cái vụ hương. Đi xa cái vụ hương đó. Bốn chục trời chị ơi. Không muốn tìm đi thuốc. Lão là đi cái này thấy em lão hơi mệt lúc trước đi trước không lão? Con tử ăn chua rồi đó, ăn canh rồi đó. Thấy lão giờ ít đi chuyện hơn bữa hổng lão. Hành này, canh chua hành quá. Hả ông lão cũng bệnh? Không có con, ở trong nó ăn chua đó, canh chua rồi đó. Rồi. Ăn ngọt ăn sao còn ăn chua? Chua bị sức cuộc ha. Có khóc nó gì ăn cái quýt chế độ con, nó người cái quýt con. Có hơi nín. Ông lão thấy mặt buồn buồn kìa. Bơ phở chân. Mấy này không biết con. Trình xuống cái vụ hương này nè. Đang trình cái này có phải không bảo? Nếu trình cái đó là không phải không? Nhưng lão đứng đây giờ là trình đúng không? Phật con chứ em bộ chắc mẹ Nam Hải mẹ Nam Cung Tây Cung Đông Hải Phật Bà. Chụp cái cửa trang chứ đột dắn lâm hay như đâu không? Ở đây cây này sống nó chua con chịu chắc á. Cây này sống đời dùm lâu không? Lá gan còn cây lạc. Lá gan là cây nào dùm lâu? Nấu canh chua ăn. Dạ. Lá gan hả? Mình nhấp vô nó chua không lâu? Thử coi phải không? Cây đó có phải không? Tại nhấp cây lá gan hay gì? Không phải ông lão ơi, tại chắc nhấp luôn. Chắc chắc hả? Thì chắc quá à. Cái gì chứ, sống giống rồi con. Ồ đúng rồi, cây này là cái cây cây này là cái gì tại cái lôi chảo gì nè, ngũ chảo. Là ngũ chảo á, tôi bắt kêu ngũ chảo. Thì chắc đến đâu cây đó có cái ở gần núi có cây đó. Lão thiếu dạy không, tôi ăn vô cái chắc cắt luôn nè. Không phải vậy mà hết bệnh nè mày. Dạ yeah. Hết bệnh vô máy đi về á. Tôi đang viêm họng luôn nè ông lão ơi. Viêm họng đó vậy mà chị á, cho mày ngậm cây chắc đó cho biết. Đúng rồi. Ông thấy mày nè, uống nước đá quá trời viêm họng, bây giờ nói chuyện cũng không nổi luôn đó ông lão. Bởi vì thử ra cái ít nói chuyện. Nói không có tiếng đâu. Đúng rồi. Không nói chung á. Thì cô nói vậy thấy chồng. Nói cái này. Nếu đây là sao? Cô bé này nè. Cô bé là mượn bụng chú lên hả? Có ôm đây. Hồng Nhi hả? Hồng Nhi hả cô? Đâu có đó. Mấy vậy Hồng Nhi? Lộ luôn đó. Cháu phải quả là quân sao? Tới mặt vào chạy hết trơn mặt luôn rồi. Ô có ôm lên đây. Gì ông lão ô? Ông lão kêu à? Ồ. Cái này gì à? Hồi ma gia tuyến trước là cái hồi mà Na Tra nè. Bốn ông ma gia tuyến trước nè. Năm ông. Ma gia tuyến trước là hồi đời Na Tra. Lấy cái tay nó ra. Cái này hồi đời Na Tra nè. Cái này cắt gì thằng không làm lắm. Cái này hồi đời Na Tra nè. Ma gia tuyến trước là ông cái đờn nè. Có ông hoàng đế Thích Quân nè. Ông ấy nè. Ông vua nè. Con đế nè, bọn giật nè, đầu kiếm của ông nè. Ấy, ông lão. Đầu kiếm yên quá kìa ông lão. Ừ, cô ta đây. Dạ. Yeah. Mấy ông hồi đó về đồng về sắt ở đây. Dạ, yeah. Mượn cây xài được không? Không nè. Mượn cho ông tùm lum nè. Ông thời này không có đi giết, đi cứu, không có đi giết. Dạ. Yeah. Một hồi trước giết khá rồi. Vì lạc thế tô, thiên tô. Ông này là ông nào với... Ông Thích Ca Phật Tổ, Di Lặc. Thích Ca. Di Lặc. Tình lễ luôn ông lão ơi. Có gì nào nữa không ạ? Có Quang. Quang Bồ Tát hả? Trình lễ bạch tần lục ngoái á,
cho nó ngậm sức sữa không? Nó ngậm không? Nó ngậm không? Ngày nay bỏ luôn á. Bỏ luôn không lão? Ngày nay nó bỏ luôn nguyên ngày. Gì mà không khóc ha? Không sao. Là chắc bị đi làm nhiệm vụ rồi chắc không muốn luôn rồi. Anh biết gì nó bị viêm kiến thủy ở đây nè. Cái gì? Ừ, nó viêm kiến thủy ở đây nè, cô ăn đồ vô nó nóng, nóng thùng thùng. Rồi, đi đi lên cái bạch hổ kìa lão. Bạch hổ đó là cái miếng em lão. Có hồn. Hả? Có hồn có. Có không? Có, nó trong mắt. Nó trong mắt. Mẹ lão mắt đúng không? Mắt đừng đi đâu á, đừng đi công chuyện, đừng mưa đâu, bị mưa. Ừ. Ủa, ông Quy cái gì kìa, lão không? Bởi tao đi rồi, đây tao không có ông hổ mà tao lại đây được không? Ủa, ông Quy là Quy cụ nè. Thần Quy cũng cấm cứu con cháu. Ừ, kêu ở đây. Đá là đá thần không có gì không lão? Thằng núi thằng đá không lão? Đá nở rồi con, mỗi năm không nở. Nở ra hả? Đó chín viên rồi con lại đẩy trắng con. Viên. Yeah. Ông xin đảng bước cẩn thận. Lão ông lão ơi, lão ơi, hai em hổ đẹp quá đẹp lắm. Cái gì? Cái bị sinh thần. Hổ hổ bạch với hổ gì nữa nè ông lão? Bạch với hổ vàng. Hổ vàng. Hắc hổ hả? Đâu, đâu phải hắc hổ đâu, bạch hổ. Hổ, hổ, hổ vàng kêu là ông hổ gì? Hổ vàng, không biết cái gì vậy, tôi quên rồi. Đốt, ở đây đừng đốt lá đây mày. Đốt lá đi, người ta cháy làm cháy xá sao mày? Cũng đâu sao đâu lão. Đường này khu lắm. Phong cảnh ở chùa hang này đẹp thì khác không lão? Có máu gì vậy? Bà chú xứ lâu rồi. Vậy chứ hả? Bà chú xứ sao? Trong hang bị đóng cửa rồi. Đóng cửa rồi à, không có mở cửa. Ngoài đóng cửa rồi vậy rồi. Ngoài thì đóng cửa. Lại lên chút xíu lắm. Lại lên cái bông này. Lại đóng cửa rồi, mới đi vô nè. Giờ ông lão ông mát mới mát ấy nữa kìa. Mát hổ. Mới mát hổ nữa. Mở cửa, cửa. Đi sang làm xỉu. Nãy giờ không thấy không biết lão mệt không chứ nãy giờ ông đi theo là mệt luôn đó ông lão. Ông lão đi quá trời đi lặn một cái hơn gì nữa. Không? Đó ông dạ. Ông lão nói ông già ông đi không nổi mà ông mà mình đi trẻ mà đi theo không kịp ông luôn á. Núi à. Núi dây mui bay. Mui bay cầm dây cầm tha ha. Cái ông này giờ tu nè. Ông này giờ ông tu nước cam à. Tu à? Ừ, thầy tử. Cái tử con của vô chi nó nhờ nhờ cái ông này cái cam ông Quỳnh Minh á. Ồ. Nhờ nhờ thầy tử. Mui. Mui. Mui đàn. Mui là trăm má không lão? Mui đàn. Nhớ nhớ cái ông thái tử này ông tôn kinh là lớn á, tôn kinh cái núi chính á,
Chị chết ăn chuối ha ông lão? Chị chết ăn chuối, ông lão với tao chết ra còn kia luôn nè. Ông lão tu luôn năm biết bởi vậy. Con vui nghe được biết nữa. Cái mắc cỡ quá. Dạ mắc cỡ quá. Mơ 18 tuổi mắc cỡ. Dạ ông nói lùm cầm đi ông nói mà ôm tùm lum đi theo muốn mệt luôn. Mắc cỡ ổng đi đi đi. Biết mắc cỡ gì không? Đi trong mặt cái ổng luôn á. Cái không dứt. Không phải không còn đâu. Cái y phục đồ còn nguyên hết trơn mà đất đâu rồi, rồi đâu rồi. Y phục ăn đó, im đó đồ còn nguyên đâu. Bữa giờ cũng không dứt cái cây vô năm mẹ với cái. Ông lão với đi về làm ăn được luôn lắm. Đâu rồi? Cái bình bông mẹ đâu rồi đem đi. Đem giờ lấy cho mặt mẹ rồi. Hai cái bình đâu rồi? Chết quá lên rồi. Anh chị vô chúng cũng ba bình bông rồi mình cũng cho mẹ không. Mày vô hang luôn em lão. Con nít đâu đó nít bỏ uống luôn rồi, bỏ uống. Lấy giấy tụi mày nó đi. Nít ngày nay bỏ uống luôn. Vô. Đi. Không mở nhà mở cửa tao cạo tên. Ở đây có mặt thuốc nam. Cũng dẫn. Nam luôn. Dòng đẹp quá nè ông lão ơi. Dòng này dòng gì ông lão? Vàng. Dòng vàng hả? Dòng vàng là dòng gì? Vua. Vua. Vua Thiên Hoàng lắm dòng vàng. Ông. Đây gọi là chùa hang. Chùa hang mình phải vô hang. Nó gọi là chùa hang. Mốt chùm con nó dột cho nó văng ra nhức đầu quá, nhức ra ốt không à. Chút vô đây là. Dạ. Vô đó đi, cho con lấy cho bà có hai đựng thuốc thôi. Hai thứ mình về cái đó, hai thuốc thôi. Hai bà. Gì láo. Tốt gì báo à lão anh chắc nhận điển cái này phải không lão? Thấy chỗ này im quá gì ông lão ơi. Nha. Nhiều gì đây quá nè, đây nè, má tao đây này. Không có cái chỗ nào bắt cái đèn cái đuốc lên con, coi bắt cái đèn cái đuốc đó lên con. Má tao thì nó không muốn chết. Ủa? Má tao. Dạ. Đi vô nhà má tao không muốn chết. Sáng chân luôn lão á. Ba âm chỉnh sai đại càng lục ôn. Ông ba gì đó hả? Bà cổ thiên quần nữ. Mẹ chị Nam. Chỉnh sai đại càng. Không dạ. Má tao có anh chết. Ông chỉnh sai đại càng là lục ôn. Chính xác là lục ôm nè. Nghe đúng ở đâu lục của hai. Cầu kia là nước ngang. Quá cờ luôn nè. Ở trên này quá ngang nhau luôn. Giờ mình lại không nhá. Nghe đi, thật nghe. Ông này. Cái đường kiếm lỏng không? Ông mình khỏi nước ngang cũng được. Để chút bà vô. Bà cứ bà hai, mở bà đó vô. Đây, bà đó là phận sự của bà hai làm gì?
Cái mà ông thấy ông đụng vô là hốt liền đó. Ba ông bạn ngồi đây. Con người đây á, con người đi dựng gì đây, đừng nói ông ôm, ông ôm đêm đêm dài hả, có cái gì mà cái tiếng ôm chứ, cái tiếng ôm ông nói tôi ông ôm chứ đừng nói ông ôm ôm tiếng âm ôm tiếng âm ôm tiếng ôm ôm còn gần tiếng ôm chứ không có ôm ở đây giao gì nói lên âm tầm lưng cái gì cụ thì ông này ông gì mà ngọng mấy luôn có khỏe không? Đây tốt không? Ngày đây có nè. Ơi được cậu chẳng gì nói cho cậu chẳng gì chút xíu không cậu chẳng ơi. Ông thương tôi hả? Có đâu tự đốt nữa, đốt cho sáng luôn. Ông đừng gì? Từ phải cười quá. Thằng giấy dùm chôm tôi luôn luôn nấu luôn. Giấy đinh bảo tâm luôn nấu. Ông tùm lum luôn nấu luôn. Đinh bảo tâm. Đi đâu lắm? Lão nghe tin là lão nghe tin là chạy vậy. Đi từ từ nghe em lão, cái đường này khó đi lắm nghe em lão. Ông sư đọc mau. Ông sư đọc mau được. Cô nãy cô nói là nguyên cái thuốc men hay là bà mau dập hết cho cô đó. Ok. Ông Sáu kêu bà mau vậy kìa. Ông đọc chút xíu bà mau coi. Ông không biết tiếng Việt hả? Ông đọc me được. Nói tiếng Việt đi. Cái cô nãy dịch tiếng Việt được không? Có cô nãy dịch tiếng Việt được đó. Cái bây giờ lo cụ dân cụ thể nhà nam. Ông kêu việc cái gì bây giờ ta về giúp bà chủ chữ nước xong lâu rồi. Kêu quậy. Chào ông. Nói gì không nói tiếng. Đây bắt lên. Đây bắt lên. Bắt cái này dặn lên đây nè. Không biết đâu. Thôi vậy ông không ao vậy đi. Mà không ao vậy. Để nó lo đổ dân trận đây nè. Rồi vậy coi mình dân mình ở đây coi thế nào đó ông lão. Đây là mẹ Quan Âm Nam Hải. À nhìn với mẹ Quan Âm Nam Hải chúc độ cho phái đoàn chúng ta về đây với mẹ. Mình nói chuyện bình thường. Mẹ cũng độ cho mấy đoàn được dạng sự lành, có thần lực, có sức mạnh, có sức khỏe để làm nhiệm vụ
nhờ trên thiên dưới địa chỉ dạy. Nam mô đây ẩn tận là cung dông. Có cái gì đây? Ảnh hết không ông lão? Ừ. Và đây cũng ẩn. Ừ, cung dông. Chịnh đi. Lâu lắm. Xuống chịnh nữa. Chịnh nữa hả? Chịnh vô. Ừ. Đi theo ông lão hệt đó ông lão luôn. Đi ra hay gì vậy? Con chưa ra, chưa có gì hết, đi ra rồi. Rau gì không đâu? Không, 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 không. Tao nói gì tao gần tao nói cho mày. Nói gì mà? Ông học có chéo. Thấy không? Tao không có chịu có thể. Ừ. Bà nào bà im đó đi. Bà nói bà nào dương đó. Bà cũng đã đây. Cái này hả? Đất đai đây. Cái này chụp cái chị bệnh đó. Cứu đời đứa con. Đất đai cũng cứu đời thấy à? Không biết đất đai cũng cứu đời không? Thường thường đất đai thì lo đất đai thôi. Cũng có cứu đời nữa à. Bây giờ gấp rút cho con. Cũng đâu rồi. Đất đai là tao quản lý một vùng. Dùng đất đai cứ cho cái chuyện này chuyện kia thôi. Chứ không có đây. Đừng cho sụp đất thôi. Ừ, đất đai. Hồi nãy ai cúng dưới tiền miên con? Khách ta lại cúng không biết ai. Samuni, con của ông gì nó, mình nhờ ông này qua Nhật cũng tu, cũng sải, ông đăng cơ rồi không, ông đăng lâu, ông muốn đăng cơ lên nước Nam mình muốn yên ổn nè, ba, cái ông vua này nhờ ông đăng cơ lâu rồi, ông chỉ dưới là Hun Sen thôi, ông qua Việt Nam mình phải nhờ Hun Sen cưới ông mới qua, ông chỉ dưới Hun Sen thôi. Mà bây giờ cũng nhờ ổng mấy năm nay nước Nam mình mới yên tĩnh. Chứ em không có ông này chỉ bỏ quá anh thấy mẹ. Cũng bỏ đầu quá đất hết rồi không nhớ nói con. Lăng có nói. Thấy con chạy cháu ở đâu. Mày gần đỉnh đấy. Thấy tử này nè. Thấy tử xong hôm nay con khi nó. Con lớn cũng chịu nó quá. Là tu. Ông sải. Kêu ông sải Phật. Kêu ông sải Phật. Thầy Phật là ta tu rồi. Thỉnh nó mới nói vậy đi, bỏ túi đi không lắm. Tiền có mấy chia. Đâu lập láo. Cái gì? Nha, nói đi, đây nè, là gì?
đây khỏe. Nói đi. Cái gì đây? Bây giờ nè, người ta đi tới đây rồi. Bây giờ ta gặp được rồi, ta muốn chát rồi nói sơn bỏ cái tiếng thôi. Cái mô bảo sa mô sa thôi. Mô bảo sa thôi, sa thôi. Biết rồi. Sa thôi, sa thôi. Quân dân á. Mô Phật. Mô Phật. Mô Phật. Sa thôi. Em nói gì em. Em. Kê lỗ tai nghe đi. Im lặng. Mắt nhỏ nhỏ kê lỗ tai nghe đi. Im lặng. Mưa. Bà cũng thương nít lắm. Thương nhi đâu mà thương. Trời gặp tôi nhảy đồng. Dạ, Thái là thích đại. Tim. Ngày nay đi bố sữa luôn. Em lão nói ra đây, em lão nói gì nè, không lắm lắm. Nói thôi. Ai thuốc thang gì mới quá con. Anh hết rồi. Chắc có người bệnh hốt không lâu. Có thuốc nam không? Có thuốc thang được đầy đủ chứ. Ông đó ai nâng ống. Sữa sùng cho ông không có ai nâng ống. Tiếng công chia là tiếng gì không làm? Đinh Bảo Tâm. Đinh Bảo Tâm. Đinh Bảo Tâm. Lão ơi. Lão ơi, cho ôm tụi lực mình tắm nó đi, nó tắm dưới không nào. Thấy tử này nè con. Thấy tử giờ này. Ông Vinh Quang để như có trong điện thoại á. Điện thoại mà không có tao mình ra được không? Cho nó để trong thoại á. Dạ, không được, thoại này có nó để mình nói được. Đi mày ra đi. Đi làm làng hay đi làm cốm. Nhà mà bác cốt làm làng. Đúng. Qua đây vui. Được không? Vui mày. Đất địa ở đây thủ thần lên rớt rồi chồng mình sao mà tao không biết tao cái gì. Tao lên đây thủ địa ông hổ, ông rồng, ông táo, ông công gì đây. Mà vậy chứ con còn chỗ ở đây, tri tôm này còn chỗ chưa đi nhưng mà cái chùa tà bạ. Hồi lúc trước giờ là ông lão có đến đây chưa? Không. Nhưng cái linh tao đi mày có gặp. Cái xác không đi chứ cái thần linh có lại đây. Như mình cho nó gửi tiền nè.
có anh Tiên Zalo á, thì gửi cho Nhi 1 triệu mà gửi cho ông lão 500 ngàn, còn 500 ngàn là lấy mua mua bông để cúng để đi cái chuyến đi này. Rồi vậy ha ông lão, không hết rồi, khỏe hoàn hành rồi đó, châu chấm, châu xét, châu đồng, châu bái lợi cũng hoàn hành. Của anh Tiên lại hoàn hành hết đó, châu sống, châu xét, châu đồng, châu bái gì cũng hoàn thành rồi, mừng nữa. Tao nói tao mừng rồi, đồ đạc có đâu mà bữa chữa nữa rồi, bữa chữa giọng cắt đây. Ê. Không. Đưa gì? Đi đâu nữa ông lão? Gì ông lão? Đậu xuống. Hả? Đậu xuống. Ừ. Ăn bớt dinh hầm đậu hả? Ờ, cái quạt nãy ai vậy cắt chưa? Nên đẹp đâu mất tiêu rồi. Giờ nó đẹp chưa ra nữa ta? Ai? Rồi bây giờ mình rút hả? Cái cơ gì mà xong tặng ông tôi cái trái này gì không lão? Chim hồng, hết chim hồng. Dạ. Hết luôn không lão? Cái củ cất mà về bển mà có gặp cái cây cắt lòi, cái lá nó ăn. Con có biết cây đó đâu? Cây cắt lòi nó ăn bánh xèo lá, nó xèo hết. Cảm ơn. Cảm ơn. À, cảm ơn. Có bữa đây cũng qua tháng tư cũng có đi ngang rồi đó. Đi ngang thế nha. Ừ, đi ngang đây tháng tư đi nữa. Đi cũng hồng hương dưới kia. Ngô Kiên Giang đi ngang đường này. Giờ nó bắt rồi. Mình lo mình đi. Dạ. Bây giờ kiểu đúng đặt nhức nổi không? Giờ máu mắt nhức nổi. Vậy thôi mình lên xe hả ông lão? Tóc em thì lên dùm nó con ta tiểu cơ lên.